lại Lê Đức Thọ. Chương trình giới thiệu bộ sản phẩm hóa chất Hàn Quốc do The One Việt Nam phân phối. Xin chào các bạn, chúng ta lại trở lại với chương trình giới thiệu bộ sản phẩm hóa chất Hàn Quốc của The One Việt Nam. Đến với chương trình